Anh Nguyễn Vinh An, 27 tuổi, từng biến mất vào ngày 31 tháng 3 năm 2017, xác được tìm thấy vào ngày 23 tháng 4 năm 2018 trong một khu rừng thuộc vùng Tây Bắc ở hạt Harris. Đến nay, ngày thứ Tư ngày 26 tháng 9, cơ quan pháp y hạt Harris mới cho biết xác tìm thấy trong tháng 4 chính là anh An. Nguyễn Vinh An đã học tại Hillen College of Hotel and Restaurant Management. Trường này chuyên về ngành khách sạn và nhà hàng. Theo các tin trước đây, lần cuối cùng có người thấy An còn sống là khi anh rời nhà của một người bạn để mà về nhà mình với ý định hoàn tất một bài tập của trường. Nhà của bạn anh nằm ở trong khu chung cư Golden Bamboo Tier Apartments ở số 8125 Mill Road trong khu vực Willowbrook. Người bạn đó và cũng là đồng nghiệp của An đó là Bobby Johnson. Bobby cho biết anh nói với anh về nhà để làm cho xong bài tập. Nhà của hai người chỉ nằm cách xa nhau chừng 15 phút lái xe. Qua sáng ngày hôm sau thì đáng lý anh phải đến làm việc tại Allies, một trung tâm chuyên chăm sóc mắt tại Tomball. Thế nhưng anh đã không xuất hiện, đưa đến việc báo cảnh sát về sự mất tích của An. Hai tuần sau, nhà chức trách tìm được chiếc xe của Nguyễn Vinh An. Vào tháng 8 năm 2017, cảnh sát đã từng nghi ngờ hai anh em họ Jared Jamal Allen, 26 tuổi và Brandon Alexander Lyons, 18 tuổi là thủ phạm. Lúc bây giờ, cảnh sát nghĩ rằng hai thanh niên đã dùng mạng xã hội để mà dụ dỗ An đến một địa điểm để cướp. Họ nghi ngờ vì Jared Allen đã dùng những thẻ tín dụng của An tại thành phố El Paso. Vào tháng 4 năm 2017, còn thanh niên nhỏ tuổi hơn Brandon Lyons đã bị truy tố tội sát nhân liên quan đến cái chết của ông Lancer Solomon, 44 tuổi, một người Mỹ gốc Á Đông và làm nghề y tá. Và năm ngoái, cảnh sát đã từng nói rằng Nguyễn Vinh An và Lancer Solomon có thể là mục tiêu của những kẻ sát nhân nhắm vào người Á Đông hoặc là người đồng tính để cướp tài sản. Kẻ ác có thể đã dùng ứng dụng điện thoại, đã dùng app để mà dụ dỗ nạn nhân muốn hẹn hò tình ái đến một địa điểm hầu để thực hiện tội cướp bóc. Cảnh sát không nói về giới tính của An hay là của Solomon. Trước khi An mất tích, nạn nhân Clancer Solomon làm việc tại nhà thương The St. Luke Medical Center, đã biến mất vào ngày 16 tháng 2 năm 2017. Xác của Solomon được tìm thấy vào ngày 25 tháng 2 cùng năm. Vào ngày thứ Tư, ngày 26 tháng 9 năm 2018, nhà chức trách chỉ xác nhận danh tính của Nguyễn Vinh An, chưa nói rõ ai đang bị truy tố trong cái chết của anh. Nhà chức trách đã từng khẳng định là An đã từ trần trước khi xác định được là tìm thấy vào ngày 23 tháng 4 năm 2018 tại khu rừng ở địa điểm 14381 Whistling Point Trail. Đến ngày 27 tháng 6, bằng phương pháp DNA, họ xác định danh tính của An nhưng không tiết lộ với báo chí. Có lẽ là vì muốn giữ kín tin tức trong lúc còn tiến hành cuộc điều tra. Giờ đây họ cho biết anh từ trần vì bị sát hại bằng bạo lực. Cảnh sát với sự hỗ trợ của FBI và lực lượng đặc nhiệm bài trừ ma túy của Vệ binh Quốc gia ở tiểu bang Georgia đã bắt 9 người gốc Việt, truy nã 3 người khác trong một đường dây ma túy lớn. Theo Fox News đưa tin, giới chức đã khám phá ra một cơ sở trồng cần sa được tổ chức rất tinh vi trong một ngôi nhà ở Gainesville thuộc bang Georgia, Mỹ. Tầng hầm của ngôi nhà được xây thành một nhà kính trồng hơn 500 cây cần sa, với nhiều cây cao hơn đầu người. Cảnh sát cho hay là ngôi nhà này nằm trong một mạng lưới trồng cần sa quy mô lớn ở phía đông bắc ở tiểu bang Georgia. 5 ngôi nhà khác cũng đã bị lục soát với tổng cộng hơn 136 kg cần sa và 1.500 cây cần sa bị thu giữ, trị giá hơn 7 triệu đô la Mỹ. Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 9 năm 2017 sau khi lực lượng cảnh sát bài trừ ma túy được người dân mật báo về một ngôi nhà có thể trồng cần sa trong khu vực.
Sau nhiều tuần điều tra, cảnh sát đã khám phá ra mạng lưới cần sa gồm nhiều ngôi nhà liên kết với nhau. Và tổng cộng là 9 người đã bị bắt giữ do liên quan đến đường dây này. Tên tuổi của những Việt Kiều Mỹ gốc Việt Minh Lương 53 tuổi và Henry Nguyễn 48 tuổi. Không chỉ có những nam Việt Kiều dính líu trong đường dây này, bên cạnh đó còn những phụ nữ như là Hằng Nguyễn, Thu Thảo và Trung Bùi. Tất cả 9 nghi can đều bị buộc tội sản xuất, buôn bán và sở hữu cần sa. Với ý định phân phối, các lệnh bắt giữ bổ sung đã được ban hành cho Vinh 63 tuổi, Đỗ Thị Sen 46 tuổi, cũng như là Dung Nguyễn 47 tuổi. Nhà hữu trách nói rằng các nghi phạm rất biết giữ bí mật về hoạt động của mình, sống khiêm nhường và được nhìn nhận như những người hàng xóm tốt. Theo giới chức trách cho biết, tầng hầm được trang bị đèn sưởi đặc biệt và có một hệ thống thông gió tùy chỉnh rất hiện đại. Theo giới chức cho biết thì không có gì đáng nghi ngờ nếu như nhìn từ bên ngoài của ngôi nhà. Và đội điều tra ma túy vẫn đang làm việc để mà xác định mạng lưới đã hoạt động bao lâu và là tìm ra các loại thuốc đã được phân phối đi những nơi nào. Một thiếu niên người Việt trốn vào trong vali của một sinh viên Romania. Anh này đã bị cảnh sát phát hiện vào hồi cuối tháng 5 tại Anh. Andrei Iancu đã bị kết án 18 tháng tù. Án tù đối với Iancu, 20 tuổi, người Romania, được tòa án Canterbury County ở Anh đưa ra vào ngày 29 tháng 6 vừa qua. Iancu đã nhận tội buôn người và ngoài án tù tại trại giam dành cho các tội phạm trẻ tuổi, anh này còn bị phạt 140 bảng Anh, tức là hơn 180 đô la Mỹ, theo Sky News. Iancu khai rằng mình gặp thiếu niên Việt trên tại một ga tàu ở Pháp và đồng ý đưa cậu sang Anh với giá là 200 euro. Hôm 10 tháng 5, sau khi đi phải 90 phút từ Calais đến cảng Dover hạt Kent ở đông nam nước Anh, chiếc xe của Iancu đã bị lực lượng biên phòng chặn lại kiểm tra. Mở cốp xe ra, giới chức thấy nhiều túi lớn và vali. Khi di chuyển các túi này, họ phát hiện có cánh tay người nhô ra khỏi một trong các vali. Thiếu niên 16 tuổi nhanh chóng được chuyển tới nhà thương cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cậu bị mất nước nghiêm trọng, huyết áp cao, co giật, bắt đầu ngất xỉu. Iancu, một sinh viên đại học, cho biết chiếc xe của anh ta lái là một người bạn và đang trên đường đến London thăm bạn gái. Iancu đã dùng phần mềm dịch ngôn ngữ của Google để mà trao đổi với thiếu niên Việt Nam. Luật sư biện hộ đề nghị thẩm phán giảm án tù với Iancu do anh ta không thuộc tổ chức tội phạm nào và hành động bột phát vì tiền. Tuy nhiên, thẩm phán từ chối và cho biết phải áp dụng hình phạt có tính răn đe để ngăn chặn tình trạng tương tự như vậy. Thanh tra thám tử Bill Thorne cho hay là cậu bé người Việt đã hồi phục hoàn toàn. Buôn người là một tội nghiêm trọng và những kẻ đứng sau thường tìm mọi cách để đảm bảo chúng không bị bắt và bỏ tù, ông nói. Việc giấu một người trong vali dù chỉ trong thời gian ngắn cũng cực kỳ nguy hiểm. Trong trường hợp này, cậu bé nằm trong cốp xe suốt hành trình vượt eo biển Manch và vô cùng may mắn mới sống sót được. Ba nghi can bị bắt sau khi xác của một nạn nhân bị đánh chết rồi ném xuống lề xa lộ số 39 ở thành phố Azusa, ở vùng Nam California. Sở cảnh sát Los Angeles County cho hay, họ thấy vũng máu lớn khi đến xét căn nhà nơi xảy ra án mạng. Thi thể của nạn nhân được tìm thấy ở khúc đường San Gabriel Canyon Road. Theo bản tin của đài truyền hình địa phương KTLA5, giới hữu trách tin rằng nam nạn nhân vốn chưa được tiết lộ danh tính đã bị đánh bằng vật cứng. Cảnh sát đến lục soát khu vực này vì có tin là một xác người được ném xuống nơi đây. Sau khi họ đến khám căn nhà ở khu 6100 Goodway Drive tại Azusa và thấy một vũng máu lớn trước đó,
Một trong những người thuê phòng ở trong căn nhà đã gọi cho cảnh sát khoảng một tiếng sau khi nghe thấy có một cuộc đánh nhau ở căn nhà này. Theo bản tin của tờ báo địa phương San Gabriel Valley Tribune cho biết như vậy. Các điều tra viên sau đó xác định là nạn nhân bị đánh ở trong căn nhà rồi sau đó trở tới Azusa Canyon để mà vứt xác xuống về đường. Tuy nhiên, Zelchek chưa chính thức xác nhận được là người này chết ở nơi đâu. Có ba nghi can bị bắt giữ nhưng chưa được công bố danh tánh vì còn một người nữa đang bị truy lùng, theo sở cảnh sát cho biết. Hàng xóm cho hay họ là những người ngoài 20 và có quen biết với nạn nhân. Và họ cũng cho đài truyền hình KTLA hay rằng những người này có thể là sinh viên ngoại quốc đến học tại Mỹ. Kính thưa quý vị, hôm nay kênh xin gửi đến quý vị những thông tin và thủ tục cần thiết để bảo lãnh anh chị em định cư Hoa Kỳ. Theo Sở Di trú Hoa Kỳ USCIS, một công dân Mỹ có thể bảo lãnh anh chị em nếu đáp ứng đủ những điều kiện sau đây. Là công dân Mỹ từ 21 tuổi trở lên, thường trú nhân thẻ xanh không thể bảo lãnh anh chị em. Và phải chứng minh được mối quan hệ với người được bảo lãnh là anh chị em với nhau, nghĩa là có cùng cha cùng mẹ hoặc là cùng cha hoặc là cùng một mẹ. Nếu bảo lãnh cùng mẹ thì không có bất cứ đòi hỏi gì khác, còn nếu bảo lãnh cùng cha thì người cha đó phải chứng minh đã làm hôn thú với người mẹ trước khi người con 18 tuổi, và người cha đó cũng phải chứng minh thêm là đã làm thủ tục nhìn nhận con và có những hành động cha con cụ thể như là nuôi nấng, ăn ở, liên lạc với nhau. Xin lưu ý là khai sinh là bằng chứng để chứng minh mối quan hệ anh chị em. Tuy nhiên, nếu khai sinh của một trong hai người đăng ký trễ thì những thông tin trên khai sinh sẽ không còn đáng tin cậy. Lúc đó, sở di trú sẽ yêu cầu bổ túc thêm những bằng chứng khác để chứng minh mối quan hệ. Cuối cùng sẽ là thử ADN. Lệ phí nếu nộp hồ sơ trước ngày 23 tháng 11 năm 2010 đó là 355 USD. Và nếu sau ngày này thì lệ phí mới đó là 420 USD. Những giấy tờ cần thiết khi cần phải làm hồ sơ đó là những giấy tờ chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, là thư mời phỏng vấn, gồm có hộ chiếu, một bản chính, một bản photo, hộ khẩu, một bản chính và một bản photo, chứng minh nhân dân, một bản chính, một bản photo và 4 tấm hình thẻ 5 năm hình màu nền trắng, và điền theo mẫu đơn DS-260, bao gồm khai sinh, bản chính photo, giấy chứng nhận kết hôn, bản chính photo và giấy ly hôn nếu có. Phiếu lý lịch tư pháp số 2 gồm có bản chính và bản photo. Bản khai sinh của người bảo lãnh cũng gồm có bản chính và bản photo. Bằng chứng chứng minh mối quan hệ anh chị em ruột bao gồm hình ảnh chụp chung từ nhỏ đến lớn, học bạ của anh chị em nếu có, và hộ khẩu cũ có tên của cả cha, mẹ và anh chị em, sổ gia đình công giáo nếu có, bằng chứng liên lạc, thư từ, email, v.v., giấy tờ tiền nếu có. Nếu người bảo lãnh và anh chị em có mối quan hệ hình thức như là con nuôi thì nộp một bản sao của nghị định nhận con nuôi đã diễn ra trước khi người bảo lãnh hoặc anh chị em người con nuôi được 16 tuổi. Nếu người bảo lãnh và anh chị em có quan hệ hình thức là cha mẹ kế thì chúng ta nộp bản sao ly hôn của cha mẹ đẻ hoặc là cha mẹ kế với cuộc hôn nhân trước, bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ kế với cha mẹ ruột. Nếu người bảo lãnh và anh chị em cùng cha khác mẹ thì chúng ta nộp bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cha với mỗi người mẹ và bản sao ly hôn của cha với người vợ trước. Về thông tin với những người được đi theo, khi bảo lãnh cho anh chị em ruột thì vợ, chồng và con của người anh chị em đó cũng sẽ được đi theo với điều kiện: vợ hoặc chồng phải có giấy hôn thú hợp pháp. Thứ hai là con phải không có gia đình và dưới 21 tuổi. Con số 21 tuổi được tính bằng cách lấy tuổi của những người con này vào ngày visa đáo hạn, trừ đi thời gian được cứu xét ở sở di trú, được tính từ ngày nộp đơn cho đến ngày được chấp thuận. Trường hợp con dưới 21 tuổi mà là con nuôi thì vẫn được đi theo với điều kiện phải có giấy của chính quyền công nhận việc nhận con nuôi.
Thứ hai là sau khi nhận con nuôi phải có bằng chứng chứng minh là việc chung sống, nuôi nấng ít nhất là 2 năm kể từ ngày được công nhận chính thức là con nuôi. Và quan hệ của những người con nuôi này với cha mẹ ruột phải có sự chấm dứt, nghĩa là không có bất cứ sự liên lạc nào với cha mẹ ruột. Vì sao hồ sơ bảo lãnh anh chị em phải chờ đợi quá lâu? Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ US State Department vừa giải trình thắc mắc thời gian chờ đợi quá lâu trong các hồ sơ bảo lãnh thân nhân. Chẳng hạn như bảo lãnh diện anh chị em ruột từ Mexico hay Philippines phải đợi trên 22 năm, từ Việt Nam trên 10 năm. Bộ Ngoại giao cho hay hiện tại hồ sơ tồn đọng đã lên đến một con số kinh khủng là hơn 96 triệu hồ sơ. Trong khi đó, ở đầu ra, Quốc hội Hoa Kỳ chỉ cho phép là 226.000 người được nhập cư mỗi năm. Chia ra cho rất nhiều quốc gia muốn đến định cư tại Hoa Kỳ, hồ sơ đầu vào thì ảo ạt, trong khi đầu ra thì nhỏ giọt, dẫn đến tình trạng hồ sơ bị kéo dài như hiện nay. Tính cho đến tháng 1 năm 2011, thời gian bảo lãnh thân nhân bị sở di trú Hoa Kỳ kéo dài ra và được xác định như sau. Con độc thân của công dân Hoa Kỳ diện ưu tiên 1, từ 4 năm rưỡi đến 5 năm. Vợ hoặc chồng cha mẹ của công dân Hoa Kỳ diện ưu tiên 2A là 3 năm. Vợ chồng phối ngẫu của người cùng của người đang có thẻ xanh từ 3 năm, thời gian bằng với công dân Hoa Kỳ. Con độc thân của người đang có thẻ xanh diện ưu tiên 2B là 8 đến 9 năm. Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ diện ưu tiên là từ 7 đến 8 năm và anh chị em ruột của công dân Hoa Kỳ diện ưu tiên 4 là 10 năm. Một người Việt Nam đã giúp cho công ty của Pháp lấy dự án điện lực lớn nhất lịch sử từ tay của người Đức. Văn hóa doanh nghiệp có tác động mạnh như là một cơn say tín ngưỡng. Nó đã ảnh hưởng đến hành động hàng ngày và dẫn dắt gần như là máy móc mọi phản ứng và làm cho người không tuân thủ mặc cảm tội lỗi. Nó là phần quan trọng nhất trong khâu quản trị. Đó là lời nhận xét, là lời chia sẻ của ông Phan Văn Trường, nguyên là chủ tịch của Aston châu Á, nguyên chủ tịch của SUS Đông Nam Á, cho biết như vậy. Năm 1986, ông Phan Văn Trường được chọn làm phó chủ tịch Aston Power, công ty đa quốc gia của Pháp. Vào thời điểm đó, Aston Power có chi nhánh ở 60 nước với số nhân viên là khoảng 25.000 người, trong đó có 5.000 kỹ sư. Nhiều người trong số đó không chỉ kỳ cựu mà còn xuất thân từ quý tộc. Đặt lên trên những người đó là một anh chàng Việt Nam 39 tuổi, cao 1 thước 6, mũi tẹt, da vàng, không chung ngôn ngữ. Ông Trường nói và nhớ lại những thách thức mà ông gọi là kinh khủng khi đặt chân vào Aston Power. Aston theo ông là đang rơi vào tình trạng trì trệ do tâm thế của một công ty lớn. Họ không quan tâm lắm đến những đổi thay và cho rằng đợi đợt sóng cuối cùng rồi nhảy cũng không sao. Ông Trường chia sẻ và nhận xét: không dễ để điều khiển các nhân viên, kỹ sư trong tập đoàn bởi là sự ngạo mạn có sẵn trong từng con người. Trước ông, hai lãnh đạo cao cấp nhất của tập đoàn đã bị quét khỏi vị trí vì sự chống đối đến từ nghiệp đoàn. Đại diện cho những người lao động công ty, chính bản thân ông Trường không ít lần đã được nghe những câu hỏi kiểu đến bao lâu thì đến lượt ông bị đá khỏi Aston Power. Việc bị đá đít khỏi tập đoàn có thể xảy ra nhanh hơn khi ông Trường được đặt vào một thế khó. Lúc bấy giờ trên thế giới có hai siêu dự án điện, một ở Mexico và một ở biên giới giữa Đức và Hà Lan, được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử của điện thế giới, trị giá đến 5 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, dự án tại Đức đã được công ty Siemens ký nháy hợp đồng. Cái nghiệp đoàn đang nhìn vào tôi, hội đồng quản trị cũng sẵn sàng cắt chức tôi tương tự như hai người trước. Ẩn ý của họ là khi đưa một người Việt Nam lên là khá là rõ ràng, nếu phải chém một lần nữa thì cũng không mất nhiều người, ông Phan Văn Trường cho biết. Thay vì chờ bị chém, ông Trường nói rằng ông sẽ coi đó là lợi thế để mà hành động trước. Ông đã nghĩ đến cách dùng văn hóa Việt Nam để biến đổi công ty có 25.000 nhân sự của Pháp. Sau nhiều ngày suy nghĩ trên phông nền văn hóa Việt, ông nhận ra rằng một người nếu cứng cỏi ở bên trong, hòa nhã ở bên ngoài sẽ rất khó bị người khác tấn công. Chuyển nghĩa cứng ở bên trong tức là chuyên nghiệp, professional,
hòa nhã dịu dàng bên ngoài, tức là nice. Trước hàng nghìn nhân viên, ông Trừng tuyên bố mục đích số 1 là đưa Aston Power trở về vị trí hàng đầu. Và để làm được việc này thì mọi nhân viên phải có làm việc chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, mỗi người đều là thành viên của công ty, tức là làm việc cho công ty, nên không có lý do gì để bức xúc với nhau mà nên là hòa nhã. Hai yêu cầu của ông nhận được sự tán đồng, dù là ông nhận xét có lẽ là nhân viên không hề biết ẩn ý sau đó. Có được cam kết, ông Trường giám sát chặt chẽ các nhân viên của mình theo hai yêu cầu này. Từ những công việc nhỏ như là lưu trữ giấy tờ, báo cáo công việc, đều được ông áp chuẩn phải chuyên nghiệp và nhắc nhở ngay khi làm sai. Mặt khác, khi chứng kiến những lần to tiếng trong các cuộc họp, ông chỉ nhẹ nhàng bảo mâu thuẫn là quan trọng khi giải quyết vấn đề, nhưng cãi nhau thì không cần thiết bởi tất cả đều đang làm cho công ty. Đấy là vấn đề chung chứ không phải là bức xúc cá nhân. Ở thời gian đầu, sự chuyển biến rất chậm nhưng thông tin trong tập đoàn được chuyển đi nhanh chóng. Sau vài tuần, công ty đã làm việc chuyên nghiệp hơn. Ở vai trò là lãnh đạo, bản thân ông Trường dù là tự nhận mình đôi khi diễn kịch cũng luôn tỏ rõ thái độ chuyên nghiệp, cầu thị và làm việc không ngừng. Cuối cùng, sau 9 tháng, Aston Power thực sự đã thay đổi. Chúng tôi đã thắng dự án ở Mexico và lấy khỏi hàng trăm Siemens dự án đã ký nháy. Aston Power đã ký được dự án điện lịch sử. Hơn thế, 15 dự án khủng, sau đó chúng tôi cũng lấy được 100%. Ông Phan Long Trường cho biết như vậy. Theo ông, thực ra văn hóa ông áp dụng vào công ty rất là đơn giản nhưng lại từng chút mang lại lợi thế cho công ty trước những đối thủ tương đương. Giống như chơi tennis, chỉ cần chính xác một chút, cẩn thận một chút, nhanh một chút, bạn sẽ thắng, ông Phan Văn Trường cho biết. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.